một kỷ lục mới về phạm vi địa lý, một kỷ lục mới về số đội tuyển tham dự. Được tổ chức đồng thời trên 3 châu lục, Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021 thu hút sự tham dự của các đội tuyển đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Và điều thú vị là dân số của các quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Hội thao quân sự quốc tế Army Games chiếm tới 58% tổng dân số trên trái đất. Chỉ còn 2 ngày nữa, Army Games 2021 sẽ chính thức khai mạc. Dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng hàng triệu con tim trên khắp thế giới vẫn ngóng chờ để được hòa chung nhịp đập của các thao trường quân sự nóng bỏng. Chào mừng quý khán giả và các đồng chí đến với chương trình Chuyển động Army Games 2021, một chương trình đặc biệt được Truyền hình Quốc phòng Việt Nam tổ chức sản xuất chuyên biệt về hội thao quân sự lớn nhất hành tinh năm nay. Đây là số đầu tiên và tôi là Thanh Mai. Nếu ai đó hỏi vì sao Army Games lại có sức hút mạnh mẽ đến vậy, và lần tổ chức sau bao giờ cũng có quy mô lớn hơn, phá kỷ lục của các kỳ hội thao trước cả về số lượng tuyển thủ, bộ môn thi đấu, số nước tham dự và đồng đăng cai, nhiều con số ấn tượng khác cũng được thể hiện, thì ngay sau đây sẽ là câu trả lời. Army Games là sân chơi trong đó chỉ có người chiến thắng mà không có người thua cuộc, và chỉ có thêm những người bạn mới mà không có kẻ thù. Thêm nhiều đội tuyển tham gia hơn trong Army Games, điều đó có nghĩa là sẽ có thêm bạn bè, sẽ có nhiều hơn những người thực sự muốn hợp tác và có thêm những người không bao giờ giơ vũ khí chống lại ai đó mà họ đã gặp và kết bạn tại hội thao này. Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021 đã có 11 quốc gia đồng đăng cai tổ chức. Hội thao quy tụ hơn 300 đội tuyển đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ với 31 môn thi đấu chính thức và 3 môn thi đấu cộng điểm lợi thế. Năm nay, Việt Nam, Algeria, Qatar, Serbia là 4 quốc gia lần đầu tiên đăng cai tổ chức. Hai môn thi xạ thủ bắn tỉa và vùng tai nạn được thi đấu tại Việt Nam chúng ta. Đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa về mặt chính trị đối ngoại, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam và Nga đang tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, đối tác chiến lược toàn diện. Đồng thời đây cũng là cái cơ hội để chúng tôi có thể quảng bá hình ảnh về đất nước, con người và quân đội nhân dân Việt Nam với các bạn bè quốc tế. Tham gia Army Games 2021, Việt Nam dự thi 15 môn thi đấu là bếp dã chiến, cúp biển, đội quân văn hóa, kinh tuyến, kỹ thuật thành thục, lộ trình an toàn, môi trường an toàn, người bạn trung thành, pháo thủ giỏi, thợ quân khí giỏi, tiếp sức quân y, vùng tai nạn, xạ thủ bắn tỉa, xạ thủ chiến thuật và xe tăng hành tiến. Cho đến thời điểm này, các đội tuyển của chúng ta đã có mặt tại các địa điểm thi đấu, hoàn thành các thủ tục cách ly y tế theo quy định của ban tổ chức và đã được tiếp cận làm quen với thao trường, nhận trang thiết bị dự thi, tiến hành luyện tập. Một số đội đã bốc thăm bảng đấu và lịch thi đấu. Chúng tôi tự tin, lữ đoàn đã sẵn sàng bước vào phần thi bắn pháo tranh tài. Việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, tự giữ gìn sức khỏe giúp tôi và toàn đội tự tin bảo đảm cho thi đấu. Nước bạn đón tiếp bảo đảm về vũ khí trang bị đầy đủ và nhiệt tình hướng dẫn chỉ bảo cho chúng ta trong cái thời gian tới là quyết tâm khắc phục mọi khó khăn. Tinh thần anh em tốt và bước đầu đã bước vào tập luyện và đạt được theo cái yêu cầu mà ban huấn luyện đặt ra và sẵn sàng cho cái cuộc thi sắp tới. Đội sẽ mang hết khả năng nhiệt tình của mình và tổ chức tốt việc cùng luyện tập để làm quen với thao trường và thi đấu với kết quả cao nhất. Những khán đài dập màu cờ đỏ, những nụ cười rạng rỡ và cả những giọt nước mắt vỡ òa trong hạnh phúc. Đó là những hình ảnh đầy xúc cảm mà các khán giả và cổ động viên Việt Nam dành cho các đội tuyển của chúng ta tại Army Games 2020. Và năm nay cũng như vậy. Dù cả nước đang căng mình chống dịch và dù hội thao chưa khai mạc, nhưng rất nhiều khán giả đã bày tỏ sự háo hức, mong chờ đến ngày các đội tuyển quân đội nhân dân Việt Nam chính thức thi đấu để được hòa vào không khí thật đặc biệt tại các thao trường, cũng như cổ vũ hết mình cho các chiến sĩ quân đội nhân dân của chúng ta. Cá nhân tôi thì rất mong muốn được chứng kiến sự bứt phá, hay nói cách khác là sự lột xác của đội tuyển xe tăng Việt Nam trong cuộc thi năm nay. Như rất nhiều người Việt Nam thì tôi luôn ngóng chờ sự tham gia của đội tuyển của chúng ta tại mỗi giải Army Games. Tôi tin tưởng cũng như là cổ vũ
cho đội tuyển Việt Nam nói chung và đội tuyển bắn tỉa nói riêng đạt được thành tích cao hơn nữa. Các đơn vị toàn quân thì đều tập trung nắng theo những bước đi của các đoàn tuyển thủ, của các quân binh chủng và sẵn sàng tạo ra những cái tình cảm tích cực để động viên đoàn tuyển thủ của ta. Tôi cùng đồng chí đồng đội, gia đình và người thân sẽ cổ vũ hết mình cho đội tuyển quân đội nhân dân Việt Nam tham gia thi đấu. Chúc đội tuyển của chúng ta tham gia thi đấu đợt này đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Anh em cán bộ chiến sĩ trong đơn vị là luôn luôn dành thời gian để theo dõi lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam, theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là các kênh truyền hình của quốc phòng. Rất là mong các đồng chí giữ được phong độ và đạt đúng điểm rơi trong những vòng thi đấu của mình. Chắc chịu từng viên đạn, phấn đấu nhanh từng giây trong vòng đua của mình. Bắn trúng mục tiêu, chạy với tốc độ có thể tốt nhất. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đích thân lái thử một chiếc xe tăng có tên là T-80BVM tại thao trường Alabino, ngoại ô Moscow, nơi diễn ra những nội dung thi đấu của bộ môn xe tăng hành tiến. Đây là hình ảnh xuất hiện dày đặc trên báo chí truyền thông trong ngày hôm qua và đã chứng minh sức hút đặc biệt của bộ môn xe tăng hành tiến trong khuôn khổ Army Games. Xe tăng hành tiến chính là môn thi mang lại rất nhiều cảm xúc cho khán giả. Chỉ còn 3 ngày nữa, đội tuyển xe tăng Việt Nam sẽ bước vào hành trình đầy thử thách khi thi đấu tại bảng 1 cùng 10 đội tuyển mạnh nhất tại Army Games 2021. Tập trung cao độ và luyện tập hăng say, đội tuyển xe tăng Việt Nam đang sẵn sàng tăng tốc tại đường đua màu lửa đỏ. Mông Cổ, Venezuela và Syria, những đối thủ cùng lượt đua với đội tuyển xe tăng Việt Nam ở bảng 1 đã chính thức lộ diện. 4 chiếc xe tăng T-72B3 phục vụ thi đấu của đội tuyển xe tăng Việt Nam mang số hiệu 8299, 5210, 5228 và 3654. Xe màu đỏ, bắn các bia mục tiêu màu đỏ và chạy ở làn số 1 là đặc điểm nhận diện của kíp xe tăng Việt Nam. Chỉ một ngày sau khi nhận xe, các kíp xe tăng của ta đã gấp rút kiểm tra, nắm chắc tình trạng kỹ thuật xe để luyện tập và bắn hiệu chỉnh. Bảng mạnh thì bắn chúng thôi là chưa đủ để tạo nên bất ngờ. Với vật cản, mục tiêu bài bắn có nhiều thay đổi, đặc biệt là khi vào vòng bán kết và chung kết. Đội tuyển Việt Nam cần có những tính toán về chiến thuật hợp lý để giành lợi thế. Vì thực tế khi vào thi đấu, các đồng chí là các cái vật cản nó rất là phức tạp và nó có nhiều gồ ghề, đặc biệt là cái vật cản sông cạn. Do đó chúng ta phải lắp thêm các cái thiết bị để tránh bị ngập nước vào trong buồng động lực, dẫn đến cháy động cơ. Phía trước đội tuyển xe tăng Việt Nam là muôn vàn khó khăn thử thách, nhưng phía sau các anh là hàng triệu trái tim Việt Nam đang mong chờ chiến thắng. Đó là động lực để các tuyển thủ xe tăng Việt Nam tăng tốc bứt phá nhằm thẳng mục tiêu và... Đối thủ hoàn toàn khác những năm trước mà lại là những đối thủ rất mạnh. Đội tuyển tăng Việt Nam sẽ thi đấu với chiến thuật như thế nào để có thể tạo ra những kết quả tốt và mang lại những ấn tượng và cảm xúc cho khán giả? Chúng ta sẽ trao đổi vấn đề này với Thiếu tá Nguyễn Kiều Hưng đến từ trường Sĩ quan Tăng Thiết Giáp. Xin chào Thiếu tá Nguyễn Kiều Hưng. Xin chào Thanh Mai. Xin kính chào quý vị khán giả và các đồng chí. Thưa quý vị và các đồng chí, Thiếu tá Nguyễn Kiều Hưng chính là trưởng xe tham dự thi đấu Army Games 2 năm liên tiếp là năm 2018 và năm 2019 và đã cùng với đồng đội của mình giành được huy chương bạc tại bảng 2 của năm 2019. Đồng thời, đồng chí Kiều Hưng cũng là gương mặt rất là quen thuộc với các khán giả của truyền hình Quốc phòng Việt Nam trong những buổi tường thuật trực tiếp các trận thi đấu của đội tuyển tăng Việt Nam trong năm 2020. Ngày hôm nay rất cảm ơn anh đã tới với trường quay và chúng ta cùng bàn về đội tuyển tăng của năm 2021. Thì anh có nhận định như thế nào về các đối thủ đấu trực tiếp của chúng ta? Đến giờ phút này thì qua kết quả bốc thăm, chúng ta sẽ thi đấu cùng đội tuyển Mông Cổ, Venezuela và Syria. Đội tuyển Mông Cổ thì họ có cái khả năng điều khiển xe tăng rất điêu luyện. Lái xe của họ ít mắc lỗi vật cản và trong năm 2019 họ đạt tốc độ tối đa là 72 km/h. Pháo thủ và trưởng xe của Mông Cổ khai thác vũ khí
có hiệu suất bắn rất cao. Họ tiêu diệt từ 13 trên 15 mục tiêu. Và còn đối với Venezuela thì họ cũng có những cái đội hình lái xe rất là kỳ cựu. Họ không mắc một lỗi vật cản nào cả. Tốc độ tối đa mà họ đạt được là 71 km trên một giờ. Pháo thủ và trưởng xe của đội Venezuela có hiệu suất tiêu diệt mục tiêu khá tốt. Họ tiêu diệt được 10 trên 15 mục tiêu. Còn nói về Syria, họ lại có một cái lợi thế hơn chúng ta là họ sở hữu dòng xe tăng T-72 từ rất lâu rồi. Năm 2021 thì vì một lý do nào đó họ không luyện tập trên lãnh thổ của Nga, nhưng vẫn dưới sự huấn luyện trực tiếp của các chuyên gia người Nga. Về điểm mạnh thì họ có đội ngũ lái xe tốt, họ không vướng một cái lỗi vật cản nào cả, và cái tốc độ tối đa mà họ đạt được thì cũng là 70 km/h. Kiếp xe của họ thực hiện các cái thao tác trong quá trình thi đấu rất là thuần thục, và cái thời gian họ chuẩn bị khai hỏa rất là nhanh. Tuy nhiên thì điểm yếu của họ là hiệu suất tiêu diệt mục tiêu không cao. Họ chỉ tiêu diệt được 7 trên 15 mục tiêu. Nhìn chung thì ba đối thủ sẽ thi đấu trực tiếp với đội tuyển xe tăng Việt Nam trong năm 2021 thì Syria có vẻ nhẹ ký hơn so với Mông Cổ và Venezuela. Dạ vâng, nói chung là chúng ta đang phải đối mặt với các đối thủ đấu trực tiếp khá mạnh đúng không ạ? Và phải cần phải có những cái chiến thuật phù hợp. Và trong năm nay thì ngoài đối thủ mạnh, đối thủ khác những năm trước thì chúng ta còn có một vấn đề thay đổi, đó là luật thi. Luật thi năm nay thì có điểm đáng chú ý so với năm trước, đó là nếu đội nào bắn trượt mục tiêu khi mà hết đạn thì chỉ phải chạy phạt một vòng. Nhưng nếu mà bị phát hiện ra là bắn xả đạn thì sẽ bị phạt hai vòng. Vậy thì điều này có ảnh hưởng gì đến chiến thuật thi đấu cũng như là kế hoạch tập luyện của chúng ta trong năm nay không, theo anh? Đối với những cái điểm thay đổi của năm 2021 thì chúng ta có thể thấy rằng những cái năm thi đấu trước thì quy chế thi đấu không có cái quy định về việc là bắn xả đạn. Thế và đây đã vô tình tạo ra một cái lỗ hổng về quy chế mà rất nhiều đội đã khai thác. Tuy nhiên thì đối với đội tuyển xe tăng Việt Nam thì chúng ta chưa bao giờ lựa chọn cái phong cách thi đấu là bỏ bắn mà chạy. Chính vì vậy mà việc ban tổ chức điều chỉnh lại quy chế sẽ chỉ tạo những cái khó khăn cho những cái đội mà có lối chơi như vậy. Còn đối với đội tuyển Việt Nam thì không. Ngoài ra thì việc mà chúng ta năm nay có một cái điểm mới ở trong quy chế là sẽ bị phạt khi mà bắn trượt pháo. Tức là khi các kíp bắn trượt bao nhiêu mục tiêu thì sẽ phải bổ sung bấy nhiêu số lượng đạn và tiến hành bắn lại. Nếu bắn trượt thì lúc này mới phải chạy phạt. Điều này sẽ tạo nên sự khác biệt về thời gian giữa đội bắn trúng và đội bắn trượt. Chính vì thế mà tất cả các đội tham gia ở bảng mạnh sẽ phải chú trọng hơn về nội dung bắn pháo. Dạ vâng. Vậy thì theo quan điểm của anh là năm nay chúng ta sẽ có những cái khó khăn và có những cái thuận lợi như thế nào nhìn chung? Về thuận lợi thì đây là năm thứ tư chúng ta tham gia giải đấu này. Chính vì thế mà về công tác tổ chức huấn luyện, công tác tổ chức chuẩn bị cũng như là tiến hành hiệu chỉnh vũ khí trước khi thi đấu, chúng ta đã thực hiện rất là bài bản. Theo cái kết quả bốc thăm ngày 16 tháng 8 vừa rồi thì chúng ta bốc vào xe màu đỏ. Điều này có nghĩa là mục tiêu của chúng ta cũng màu đỏ. Và đây là cái màu mà tạo nên sự tương phản giữa mục tiêu và thực địa. Sẽ có một cái thuận lợi cho kiếp xe, đó là dễ quan sát và phát hiện mục tiêu và cũng có thể rút ngắn cái thời gian bắn. Ngoài ra thì chúng ta vẫn phải đối đầu với một số cái khó khăn nhất định. Ví dụ như việc chúng ta bốc phải làn chạy số 1. Đây là cái làn chạy ở gần với khán đài nhất và là một làn chạy bất lợi về việc phát huy tốc độ cũng như là căn đường chỉnh hướng trước khi vào vật cản, đặc biệt là tại vị trí dài lửa Hào Trung Tăng và cầu Việt Bằng. Một cái điểm mới nữa đó là khu vực bãi mìn. Năm nay thì ban tổ chức lại di chuyển bố trí phía trước vật cản sông Cạn. Điều này tăng cái độ khó cho những cái đội thi đấu trên giải chạy số 1, mà đó là giải chạy của chúng ta. Tuy nhiên thì với cái truyền thống của bộ đội xe tăng đã ra quân là đánh thắng, với những cái bản lĩnh mà được tôi rèn trong những năm tháng huấn luyện vất vả, với quyết tâm thi đấu cao, thì tôi hoàn toàn tin tưởng đội tuyển xe tăng Việt Nam sẽ hoàn thành tốt nội dung thi đấu trong năm 2021. Dạ vâng, đúng vậy. Lời chúc của anh đồng thời cũng là cái mong muốn của tất cả chúng ta đúng không ạ, gửi đến đội tuyển tăng Việt Nam với kết quả sẽ thật là tốt
trong kỳ thi lần này. Và xin được cảm ơn anh đã có những chia sẻ trong ngày hôm nay và rất mong sẽ được gặp lại anh trong những buổi tường thuật trực tiếp các trận đấu của đội tuyển tăng Việt Nam trong Army Games năm nay. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn thầy Mai. Thưa quý khán giả và các đồng chí, thao trường Army Games không chỉ có nắng, gió, khói và bụi mà còn có cả băng giá và bão cát nữa, rất đặc biệt đúng không ạ? Những hình ảnh quý vị đang quan sát ngay lúc này, đó là một cơn bão cát ở căn cứ quân sự Kola tại Tân Cương, Trung Quốc đã bất ngờ ập đến trong quá trình luyện tập của đội tuyển môi trường an toàn của binh chủng hóa học Việt Nam. Cùng trải nghiệm một ngày giáp mặt với bão cát sa mạc của đội tuyển môi trường an toàn của Việt Nam. Cơn gió cát quét qua, mọi vật dụng bị thổi bay, các hoạt động luyện tập ngay lập tức bị ngưng trệ. Nhưng khi gió đã lặng và nắng đã lên cao, bề mặt thao trường nóng như đổ lửa. Giờ huấn luyện bắt đầu. Không bỏ phí dù chỉ một giây, các tuyển thủ hóa học triển khai khí tài, tiến đến tiêu tẩy mục tiêu. Trông thì có vẻ nhàn hạ, nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy. Trong bộ đồ đặc chủng kín khít gần như tuyệt đối, dưới cái nắng đến bức bối oi nồng, việc xử lý tiêu tẩy phải được thực hiện một cách nhanh nhất, trong thời gian ngắn nhất và phải tiêu tẩy một cách triệt để nhất. Mang theo một phòng thí nghiệm thu nhỏ để trinh sát chất độc hóa học. Do tìm nguồn phóng xạ được giấu bí mật trên xe, thao trường với các trang bị phòng hóa khá lạ lẫm này được giả định như một chiến trường, thậm chí còn có tính thực chiến cao hơn. Không ít các tình huống hóc búa được ban tổ chức đặt ra, tạo điều kiện cho các tuyển thủ phô diễn tài năng, tư duy và kinh nghiệm của mình. Bước đầu tiếp xúc và luyện tập là chúng tôi cảm thấy là khó hơn khi luyện tập trong nước. Từ nay đến khi hội thao thì cần mỗi nội dung được luyện tập 4 đến 5 lần trên ngày. Bão cát, thời tiết khắc nghiệt, không khí loãng chỉ có thể tạm thời làm khó ít ngày cho đội tuyển hóa học Việt Nam trước ngày thi đấu. Hát mãi khúc quân hành, một ca khúc quen thuộc, thậm chí có thể coi là giai điệu trái tim của mỗi quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam. Tham gia Army Games 2021, đội tuyển văn hóa nghệ thuật của Việt Nam đã dịch phần lời ca khúc này sang tiếng Nga để mang những giai điệu đầy tự hào ấy tới với bạn bè các nước để họ hiểu thêm về quân đội ta. Và sắp tới đây, trong những cuộc tranh tài ở Army Games, chắc chắn mỗi tuyển thủ cũng sẽ nỗ lực cao nhất bằng tất cả khả năng của mình để làm đẹp thêm hình ảnh về đất nước và quân đội Việt Nam. Giai điệu vừa thân quen, vừa mới mẻ này thay cho lời chúc một kỳ Army Games thành công và gắn kết. Xin cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã theo dõi chương trình Chuyển động Army Games 2021 của Truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả và các đồng chí vào khung giờ 20 giờ 40 phút ngày tiếp theo. Chào xin yêu biết rô rơi, Krasas bao phi na ru hiền, Tập liều biệt, Spai hù rô đi nụ, Liều bộp rô đi nơi dùng chi na vai hết bếp nhu.